Hello teacher, okay. Bạn đang nhắc lại rồi nha. Hello teacher. Hello teacher. Okay, hello good. teacher. Okay, âm hát mình đẩy hơi ra một chút nữa, âm hát phải đẩy hơi ra nào. Hello. Hello. Yes, okay, it's better, đúng rồi, tốt hơn đấy. Okay, các bạn nhớ đổi tên đúng tên nhá. Không là gọi nữa nhá. Các bạn nhớ đổi đúng tên. Okay. Good. Hello. So how are you today, Mr. Đặng, right? Is your name Đặng? My name Đặng. Okay, my name is Đặng. Okay. My name is Đặng. Okay, my name is lên trên name nào. No. My name is Đặng. Cả lớp vừa nhắc lại theo thầy nào. My name is Đặng. My name is Đặng. Okay, chữ N N hơi ở mũi ra nào. Bạn Đặng nha. My name. Lame. N hơi mũi dọn. Name. Name. Gần đúng rồi. My name is Đặng. My okay. name. Yeah, really good. Okay. So, cả lớp nhắc lại theo thầy nào. How old are you? How old are you? Okay, good. So, how... Đúng rồi, em hát một lần nữa cả lớp ơi. How old are you? How old are you? Yes, okay, good. So, how old are you, Mr. Đặng? Yes. How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Bạn bao nhiêu tuổi? How old are you? I'm 40 years old. Okay, tôi 40 tuổi đúng không? Cả lớp nhắc lại thế nào. I'm 40 years old. I'm 40 years old, okay? Years old. Okay, years old. Bạn ban đổi tên này, các bạn đổi đúng tên đi. Okay. Học lớp Zalo thì đổi là Z1, okay? Good. English Mastery đổi tên đi nha. Okay, các bạn đổi tên đi. Đổi cho đúng tên cú pháp nào. Các bạn phải đổi đúng tên nhá. Okay. Good, các bạn bật cam đó nha, học các bạn bật cam lên. Please turn on your cameras, okay? Good. Thank you, Mr. Đặng. You're welcome, okay? Cả lớp nha. Thầy cảm ơn thì các bạn phải nói là so you have to say you're welcome. Okay, không có gì nào. You're welcome. Okay, good. Okay, awesome. Thanks. Okay, hello. Hello, Miss Trang. Okay, hello. How are you today? Today I'm good. Today you good? Okay, awesome. Okay, good. Yeah. So, how long do you learn English every day, Miss Trang? Today is red day. I learn about 4 hours a day. Four hours. Wow, 4 hours. That's really good. Okay, good. Yes. Cả lớp nhắc lại các thầy nha. Mình sẽ nhấn ở giữa câu nào và xuống ở cuối câu nhá. So, repeat after me. I learn English 4 hours today. I learned English 4 hours today. Thêm S nha. 4 hours. Four. I learned English 4 hours today. Today, okay, good. Okay, good. Thank you. Bạn Trang và bạn Đặng nha. Bạn Đăng. Đăng thì bạn nhớ là mình phải ở lại sau lớp học nha, để mà mình thấy ôn bài cho các bạn. Các bạn nhớ ở lại sau lớp học. Okay, hello Mr. Man. Bạn Nhung bật cam lên nha. Nguyễn Thị ông Nhung à. Okay. Good. Okay, so hello Nhung. Okay, so how long do you learn English every day, Nhung? Cả lớp nhắc lại theo thầy nào. Âm hát mình để ra để nói chuẩn nhá, mình phải để ra. How long? How long do you learn English? How long do you learn English? In, okay, chữ ngờ ngơi hơi mũi nào, bạn phải sửa bắt đầu English. English. Hơi mũi tức là hơi có âm có English. Có hơi. Yes, đúng rồi. Every day. Okay, good. So how long do you learn English every day, Miss Nhung? 5 minutes. 5 minutes. Come on. No, never. Okay. You cannot do that, okay? Bạn Nhung không được làm như vậy đâu nha. 5 phút làm sao mà ấy được. Mình nhớ là gì ạ? Mình muốn thực sự giỏi tiếng Anh ấy thì mình phải bỏ thời gian rất là nhiều, okay? Okay, các bạn comment đi nào. Ít nhất là 1000 giờ các bạn nhé. 1000 hours, okay? Các bạn comment đi. 1000.
Ok, 1000 hours. Okay. Bạn Nhung nhớ nhá. Ít nhất là 1000 hours. Hoặc để trở thành những một trong những người giỏi nhất ở Việt Nam này về lĩnh vực tiếng Anh thì các bạn cần 10.000 giờ. Ok. 10,000 hours. Ok. So make it. So make it 2 hours a day. Thầy khuyến cáo khuyến nghị các bạn là học ít nhất là 2 giờ một ngày. 2 hours. Các bạn comment đi. 2 hours a day. 2 hours a day. Thì vài tháng nữa các bạn sẽ thấy khác. Một năm nữa các bạn sẽ thấy khác. Ok. Và 10 năm nữa thì các bạn là một trong những người giỏi tiếng Anh nhất rồi. Ok. So 10 years from now you will be one of the best, okay? Okay, you understand? Miss Nhung. Bạn Nhung mà từ hôm nay sẽ hứa với thầy và cả lớp sẽ học bao nhiêu giờ một ngày? Okay, how many hours? You learn English every day? 2 hours. Okay, 2 hours. Learn English. Okay. Yeah, 2 hours. Okay, at least. So it's easy. Các bạn rất đơn giản thôi. Các bạn có thể là lúc mà mình nấu ăn đấy. Các bạn ghi lại đi. Okay, write down. Các bạn ghi lại nào. Ghi lại. Write down. Okay. Ghi lại nhá. So when you cook, you listen to English. Okay. Các bạn ghi lại đi. Khi các bạn nấu ăn, các bạn nghe tiếng Anh. Okay. Nghe lại bài của thầy dạy. Okay. So when you cook, okay, you listen to English. Okay. When you do the housework, you listen to English and you learn English. Khi các bạn làm việc nhà thì các bạn học tiếng Anh. Okay. So when you work out, khi các bạn tập thể thao, các bạn học tiếng Anh. Các bạn ghi lại nào. Write down. Viết xuống nhanh lên, viết xuống. Write down. Okay. Rồi. Khi các bạn xem TV. Okay, when you watch TV, you watch in English. Khi các bạn xem TV, bạn phải xem tiếng Anh. Đấy, các bạn thực sự quyết tâm nhé. Các bạn phải quyết tâm, thực sự quyết tâm thì các bạn sẽ giỏi. Ok. Ai hứa với thầy là mình sẽ phải thực sự học tiếng Anh chăm chỉ nào. Mình phải thay đổi nào. So, please comment, I promise. Các bạn comment đi. I promise, tôi hứa nào. Các bạn ơi, comment đi. I promise. Ok, các bạn comment nào. I promise. Rồi. Các bạn hứa các bạn phải cam kết với thầy nha. Để các bạn chắc chắn các bạn sẽ học tiếng Anh, tốt tiếng Anh. Ok. Wait a second, ok. Để thầy gửi link nhá, cho một số bạn chưa vào được, thầy gửi link cho các bạn. Wait a second. Ok. Các bạn comment, các bạn sẽ học từ hôm nay, các bạn sẽ học hàng ngày bao nhiêu giờ nhỉ? Các bạn comment đi. How many hours will you learn English every day? Ok. Các bạn comment đi. Từ hôm nay mình sẽ học bao nhiêu giờ? Thế Messi với nhà Hương Giang 5C nhỉ? 2 hours, ok. Wait a second, ok. Ok, 2 hours. Ok, awesome. Tuyệt vời. Rồi, mình học các bạn nhá. Các bạn comment I'm ready xem nào. Please comment I'm ready. Các bạn comment đi. I'm ready. Ok, hãy comment đi. I'm ready. Để mình bắt đầu học nào. Các bạn học thật là tập trung nhá. Ok, so one thing you have to remember, you have to focus, ok? Ok, so here. Mình học về cách phát âm trước. Ok. Daily noi motivation, ok. Mình sẽ có những phần học như là học phát âm này, mình học về phát triển bản thân này. Ok. Wait, ok, motivation, ok. Các bạn comment này, motivation là mình phải có động lực. Động lực. Thúc đẩy. Cả lớp comment nào. Motivation, ok. Motivation là sự thúc đẩy các bạn nhá. Thúc đẩy. Còn ai đồng ý là nếu như mình có ai đấy thúc đẩy mình thì mình sẽ học nhanh hơn à? Các bạn đồng ý không? Ok, please comment I agree. Nếu bạn đồng ý. Tôi đồng ý. Comment nào. I agree. Ok. I agree. Ok.
Nếu bạn đồng ý là có một người thúc đẩy mình thì mình sẽ học tốt hơn rất là nhiều. Comment nào? I agree. Okay. Và thầy xin nhắc lại là các bạn không spam nha, tức là không comment những nội dung không liên quan đến bài học thì chắc chắn các bạn sẽ bị block các bạn nhé. Đúng không? Uống nước đi. I drink water. Mọi người uống nước đi. I drink water. Ok, I drink water. Đồng ý là không spam đúng không? Không spam trong lớp học của mình. Mình đã thống nhất từ đầu là không spam. Ok. Và các bạn biết đấy, thì bất cứ ai có một cái gold medal, Olympic gold medal, ok, bất cứ ai mà có huy chương vàng các bạn nhá, gold medal, các bạn học từ vựng mới nào, gold medal là vàng các bạn nhá, gold medal là huy chương vàng. Bất kỳ ai có huy chương vàng thì đều có một cái, một người gọi là gì à các bạn, ok, coach. Coach là huấn luyện viên các bạn nhỉ, huấn luyện viên. Các bạn có câu hỏi vui lòng hỏi đầu giờ hoặc là hỏi cuối giờ các bạn nhỉ, giờ này cuối giờ. Ok, coach, coach. Các bạn comment từ coach xem nào. Thầy ngoài là một người dạy các bạn ra, thầy là coach cho các bạn. Các bạn comment thì coach. Các bạn phải, nếu các bạn muốn trở thành một trong những người rất là giỏi thì các bạn phải có một cái coach. So I'm a coach for you as well. Okay. Thầy sẽ là một cái coach cho các bạn nữa. Thì các bạn nhanh chóng có huy chương vàng các bạn nhé. Nhanh chóng tới đích. Ok, nhanh chóng tới đích. Okay. Wait a second. Rồi, coach. Rồi, thầy xin mời một số bạn đọc nào. Và các bạn nhớ những nguyên tắc phát âm các bạn nhé. Ok. Rồi, thầy xin mời bạn Nguyễn Thu Trang nào. Bạn Thu Trang đọc cho thầy. Các bạn đọc theo thầy nha. Đầu tiên mình sẽ hít một hơi thật sâu. Breathe deeper, ok? Breathe deeply. I agree. Ok, bạn nhắc lại theo thầy nào. I agree. Xin mời bạn hàng đi. Bạn đọc theo thầy này, theo thầy nha. I agree. I agree. Agree, các bạn nhớ là chữ R phải một trong môn nghệ đó nha. I agree. Ok, good. Thank you. Các bạn nhớ là khi mà bật mic ấy, các bạn phải đảm bảo là xung quanh mình là không có âm thanh ồn nhá, ảnh hưởng đến cả lớp. Ok, I agree. Ok, good. Next one, xin mời bạn Huỳnh Thị Trúng nào, bạn Trúng nào, đọc thế này. Ok, gold medal. Gold medal. Ok, chứ mờ hơi mũi ra cả lớp này. Medal. Medal. Rồi, good. Next one. Coach. Coach. Rồi, good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Đúng rồi. Đúng rồi. Thanks. Ok, good. Thì thầy sẽ là một cái coach cho các bạn. Thì chắc chắn các bạn phải đồng hành với thầy thứ hai, thứ năm hàng ngày. Các bạn comment này. Monday and Thursday. Ok, Monday and Thursday. Ok, nghĩa là thứ hai và thứ năm các bạn nha. Okay, các bạn đọc lại theo thầy nha, chữ M nào, hơi mũi nào. Monday and Thursday, các bạn comment đi nào. Monday and Thursday. Ok, thầy sẽ luôn luôn có mặt đúng giờ dạy các bạn. Nếu mà thầy bận thầy sẽ báo, còn lại các bạn cứ lên học thứ hai, thứ năm. Monday and Thursday. Ok, để các bạn ai cam kết nào là sẽ phải đồng hành cùng thầy để giúp các bạn tới đích, để các bạn giỏi tiếng Anh nào, các bạn comment I commit. Comment đi, tôi cam kết. Bạn ơi, hãy comment đi, please comment below, ok? I commit, ok? Tôi cam kết. Ok, rất là tốt. Ok, awesome, tuyệt vời. Thật dịch rất là thích lớp mình nhá, lớp mình có tinh thần rất là tuyệt vời. Các bạn comment đi, please comment awesome, tuyệt vời. Awesome. Comment đi nào. Awesome, everyone. Awesome. Awesome. Ok, tuyệt vời. Ok, good. Ok, so rule number one, ok. Hôm nay học âm P nha các bạn nha. Thì các bạn ghi đi. Âm P nào. Âm là sound, ok.
So today we will learn the P sound. Okay. So with the P sound, thì các bạn nào hai môi này, thì mình là lips. Okay. Mím lại và bật hơi ra. Đấy nha. À, hai môi mím lại nào. Okay. Your lip close and you blow out. Okay. Bạn thử lấy ví dụ những cái âm mà có âm P xem nào các bạn ơi. So can you take examples of the words which has the letter P? Okay, so good. Pink là màu hồng các bạn này. Okay, các bạn lấy ví dụ như nào. Pink rất là tốt, rất là nhiều bạn rất là tốt nha. Okay, very smart, rất là thông minh. Pillow đúng rồi, pillow. Pillow là cái gối này. What else? Why? People, yes, really good. People là con người, là mọi người. People, mọi người. Good. Pie là cái bánh này, rất tốt nha các bạn nha. Pen cái bút, sẵn tham chỉ hàng đi. Pen cái bút này. Okay, cả lớp này. Repeat after me, nhắc lại theo thầy nào. Pink. Good job, nice one. Các bạn hít thật sâu vào nha. Breathe. Breathe deeply. Breathe deeply. Next one. Pillow. 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 Okay, good. Next one. People. Bật hơi ra nào các bạn ơi. People. Good. Next one. Pie. Good. Make the sound longer. Pain. Okay, really good. Okay. À, bạn đăng nha, bạn đăng nha, bạn đổi tên đi. Sao bạn không đổi tên nhỉ? Đọc theo thầy nào. Bạn đăng. Bạn đăng. Bạn đăng ngay đọc theo thầy nhỉ. Repeat after me. Pink. Pink. Good, nice one. Hít sâu nha. Pillow. Pillow. Ok, chữ L mình uốn lên nào. Pillow. Pillow. The pillow. Ok, good, nice one. Pillow. Good. People. People. Good. Really good. Next one. Pie. Pie. Good. Next one. Pain. Pain. Chữ N hơi ở mũi ra một chút nào bạn đăng này. Okay. Pain. Pain. Awesome. Thank you. Thank you phải nói là gì? Cả lớp. Yo. Yo. Welcome. Welcome. Bạn ghi lại đi. Ghi lại đi. Cái này thầy nói rất là nhiều lần rồi. Cả lớp nha. Yo welcome. Yo welcome. Cả lớp comment xem nào. Yo welcome. Cả lớp ơi. Comment đi. Yo welcome. Okay. Good. Thank you. You're... Okay, good. You're welcome. Đúng rồi. Cảm ơn bạn Đặng. Mình có comment nào. You're welcome. Các bạn nhớ nhá. Okay, you're welcome. You're welcome. Các bạn ơi. Còn ơi, bạn nào không được gọi thì các bạn phải chờ thôi. Lớp rất là đông các bạn nhá. Còn không được gọi, các bạn tự nhắc lại theo. Các bạn thấy không? Nhắc lại theo thì chắc chắn các bạn sẽ nói chuẩn. Nha, các bạn ghi lại nguyên tắc nào. Repetition is mother of success. Con hiểu không? Repetition is mother of success. Okay. Sự lặp đi lặp lại là mẹ thành công. Các bạn cứ lặp đi lặp lại theo thầy. Các bạn thấy bạn đặng không? Bạn đặng nhắc lại theo thầy, bạn đặng sẽ tự chuẩn. Các bạn tự nhắc lại theo thầy. Repetition. Okay. Repetition. Các bạn nhớ nha. Repetition is the mother of success. Sự lặp đi lặp lại là mẹ của thành công cơ mà các bạn ơi. À, sự lặp đi lặp lại các bạn nhá, sự lặp đi lặp lại là mẹ của thành công. Cứ lặp đi lặp lại theo thầy. Và các bạn hàng ngày thầy bảo rồi, các bạn cứ bật những cái chương trình tiếng Anh ra thì các bạn sẽ cứ nhắc lại theo thì chắc chắn giọng các bạn sẽ chuẩn. Ok. Còn nhắc lại theo thầy nào. Repetition is the mother of success. Okay. Sự lặp đi lặp lại là mẹ của thành công các bạn nha. Okay, next one. The TH sound, okay? Âm TH các bạn nha, the TH sound. Okay. Âm TH các bạn nào? Để lưỡi giữa là gì? Between, okay? Between. Giữa này, hai răng ngọn nha,
hai hàm răng, hai răng ngọn à? Tôi lại quên là sẵn ngọn chồng nhất. Hai răng, ok. Và thổi ra nữa nhá, thổi là blow, hơi ra. Okay. Put your tongue between your teeth and blow out. Okay, so. Okay, so repeat after me. Bạn nhá, bạn thử lấy những âm có âm th xem nào. Please give us some examples with the words which has th. Okay, so throat. Okay, three. Okay, rất là dễ nè. Throat là họng các bạn nè, họng. Throat. Okay, good. Next one. They, nhưng âm rất đơn giản. They hoặc là họ này. Hãy tưởng tượng hình ảnh nha, sao nhanh hơn rất là nhiều. Ok, đúng không? Think là nghĩ này. Họ ở giữa ông đường này. Father. You really good. Là bố này. Good. Đúng rồi. That là cái đó này. That. Really good. Rất là nhiều từ. Còn đọc lại thế nào? Throat. Throat. Good. Next one. They. Tí hát là gọn này. They. Good job. Okay. Next one. Think. Good. Next one. Father. Next one. That. That. Ok, thầy xin mời một bạn nhé. Ok, xin mời bạn Nhung nào. Thầy nhắc lại các bạn là đặt cho đúng tên các bạn nhé. Đặt đúng tên lớp. Con này đọc theo thầy nào. Throat. Throat. Good, next one. They. They. Good, next one. Think. Think. Good, next one. Father. Father. Good, next one. That. That. Mm, awesome. Thank you. You're welcome. Mm, đúng rồi. Đấy. Bạn Nhung hình như chưa nộp bài tập về nhà hay sao nhỉ? Đúng không Nhung nhỉ? Hey, hello Nhung. Did you submit the homework? Yes, I did. No, I didn't. Okay. No, I didn't. Các bạn phải làm bài tập về nhà nhá. Đấy, các bạn phải gửi lên nhóm. Okay, gửi lên nhóm đi nhá Nhung nhá. Yes.